cái thằng chồng nó đó, đó chú. Rồi có vợ. Dạ. Mới ghen lòng. Người ta có chồng, có vợ thì được rồi. Còn này đi theo. Dạ. Bởi vậy con nói vậy chú biết là phải không? Dạ, dạ. Đó, hiểu rồi. Dạ. Xong rồi nói chung là chị giống như bị thất tình vậy đó. Ờ, thất tình đi hoài. Dạ. Đi hoài. Giống bị thất tình ha. Ừ. Dạ. Ôi, nấu đồ cơm đấy hả? Cơm ăn cái gì con? Trời ơi, có gì đâu. Ôi, bữa cơm. Cái bếp. Trời ơi. Trời ơi, cả nhà nè, xem. Trời ơi, dột hết trơn rồi. Xuân Dũng mến chào toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Xuân Dũng Kinh Nông Thị Dân. Dạ vâng, thưa ngày hôm nay Xuân Dũng quay trở lại với xã Bình Hiệp, thị xã Bình Hiệp. Xin lỗi quý vị, ở đây không biết là xã Bình Hiệp hay xã gì, nhưng mà ở đây là thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Dạ. Hôm nay Xuân Dũng được em Ngọc Kiểm là chủ của phòng răng Ngọc Kiểm đưa Xuân Dũng đến thăm một hoàn cảnh ngay tại đây, một hoàn cảnh vô cùng là đáng thương. Đồng hành cùng với Xuân Dũng thì còn có anh vợ chồng của anh Huỳnh Dũng ở ngay tại địa phương nữa quý vị. Vâng, hoàn cảnh này như thế nào thì xin mời mọi người cùng theo dõi nhé. Dạ, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem thử là hoàn cảnh này như thế nào. Dạ. Đầu tiên là dùng thấy một căn nhà bằng tôn đơn sơ. Ui. Chào bác. Dạ. 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 Ơi, chào. Chào người đẹp. Chào. Chào người đẹp á. Hả? Sao? Không nghĩ đi hả? Ngồi ừ. Ôi. Sao thế này đẹp chưa không? Sao thấy giống khoe vậy trời. Thương anh này đi. Thương anh này đi. Giờ không thương anh này, thương anh này đi. Thương không quen đâu. Rồi. Có chi không chung? Dạ. Dạ có chi không? Dạ, bác ơi con là Xuân Dũng. Con dạ. Làm bên công tác xã hội á, làm bên dạ. Từ thiện á bác. Dạ. Dạ, con được em Diễm ở đây nè. Dạ. Có cho con hay là hoàn cảnh của gia đình mình cũng một hồ nghèo rồi cũng hoàn cảnh khó khăn đó. Dạ. Dạ, thì hôm nay con muốn lên tìm hiểu đây xem thử là giúp đỡ được gia đình mình chút nào không? Dạ. Dạ. Cô cho con xin phép cho con được quay và ghi hình này cho mình thường quân họ được biết ha. Dạ. Dạ, tại dạ. Vì khi mà con hỗ trợ cho cô á thì con phải ghi hình lại dạ. Nha. Dạ. Với cô, hôm nay con muốn tìm hiểu về cái hoàn cảnh của mình đó cô. Dạ. Cô có thể cho con biết được là cô tên tuổi là gì hả cô? Nguyễn Thị Thu. Nguyễn Thị Thu ha? Dạ, năm dạ. Nay cô bao nhiêu rồi? Năm mấy rồi? Năm tuổi con ngựa. Tuổi con ngựa hả? Tuổi con ngựa con. Tuổi ngựa nhưng dạ. Mà là năm mấy tuổi? Trong giấy tờ sinh năm bao nhiêu? Sáu mấy rồi? Sáu mấy hả? Dạ. Dạ. Ừ. Vậy hả? Dạ. Dạ. Vậy ở đây là thuộc ấp gì xã gì cô à? Cô cũng không nhớ nha. Không nhớ hả? Dạ. Cô gọi là cái khu sân bay á. Sân bay. Cái khu này khu sân bay. À, sân bay. À, khu sân bay của Kiến Tường ngày xưa hả? Dạ. Dạ. Bây giờ. À, dạ ngày xưa của huyện Mộc Hóa. Vậy ha? Dạ. Dạ. Vậy cô ở trên mảnh đất này lâu chưa? Dạ là lâu rồi. Dạ là bao lâu rồi con? Lâu dữ lắm rồi. Lâu dữ lắm hả? Ở dạ. Ngay đây hả? Dạ. Dạ. Trong nhà này là mình có mấy người? Nè. Dạ. Con nhỏ cháu đó. Ừ. Cháu. Vậy còn đây là ai? Chị này làm sao? Con cô ha? À. Dạ. Con của cô Thu chị tên gì? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Biết hỏi nha, không biết. Con nói coi. Kẹt chú hỏi cả. Rồi mất cỡ. Rồi con tên gì? Ai biết rồi đâu biết đâu.
Cũng biết tên luôn hả? À, nhiêu tuổi? Trong lợn. Hả? Con nhiêu tuổi biết không? Con nói đây con 5 tuổi. Dạ ha. Con có 5 tuổi. À, vậy hả? Con đi học chưa? Dạ chưa. Dạ. Dạ hả? Ừ. Nghèo quá à, chú ơi. Dạ. Nghèo quá mà không có ăn nữa nè chú. Dạ. Ừ. Nghèo không có ăn. Ừ. Người ta giúp đỡ, người ta cho gạo chút đỉnh để ăn á. Dạ. Cá, cái gì người ta cũng đem vô cái cho mình hết chứ. Dạ. Dạ. Mất coi cháu đâu có làm gì được chú. Dạ hả? Dạ, không có làm gì được đâu. Dạ. Ừ. Dạ, cuộc sống hàng ngày là cô làm công việc gì để có thể có tiền mua gạo và sinh sống hàng ngày? Dạ, người ta cho tiền tôi không ạ. Chứ không có, cô không đi làm gì được hả? Dạ. Không đi bán vé số hoặc là đi làm gì không cô? Người ta mất nó cháu đâu có đi được nghe chú. Dạ hả? Ừ. Ở nhà coi cháu này hả? Dạ. Ở nhà chăn chăn. Thì mẹ nó coi không được cái gì? Trời ơi, nó khùng khùng điên điên. Ủa vậy hả? Nó có biết rồi đâu. Dạ. Ừ. Ồ, tội nghiệp quá vậy. Ừ. Kinh dây cô mới được mấy người con? Cái mình nhỏ này. Dạ. Nhưng nhỏ cháu. Nhỏ cháu. Cháu là con cũng nhỏ này nè chú. À. Ừ. Dạ. Vậy cha của nhỏ này là đâu rồi? Bỏ rồi. Bỏ rồi ha? Ừ, cháu vợ khác bỏ rồi. Dạ hả? Thấy mình nghèo quá không bỏ. Dạ hả? Vậy hồi lắm. Hồi trước lấy chị bị khùng khùng đi về mà có hồi xưa lấy nhau có cưới hỏi gì không? Không. Ừ. Có cưới nghe em. Ghê ngày xưa đẹp, chồng ngày xưa đẹp trai không? Ghê. Không quen hả? Không biết. À, không biết hả? Nói là cặp cá. À, đừng nói sao? Không, để không thương, đừng nói. À, vậy hả? Không thương, đừng nói. Người ta không thương hả? Được, cặp cá rồi con. Ừ. Không, 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 không. Bị nhiễm rồi. Mình nói tè. Không, 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 không. Năm nay hay buồn. Thôi, không bình bình rồi đó. Nó ta. Em đang cô đơn. Hai bao ra đây. Đâu rồi, làm sao? Hai cô mới có ai đi quê mà chào cô như chào cô ơi chú. Mày ngồi ở đây ngồi nè. Anh đưa con à. Anh xe băng nồng nè. Yêu thương nắm mình mong. Thì đi con chẳng chơi gì nữa. 1, 2, 3 vô. Nhà mình bên nhau đi ra hồng rồi nói cầm rồi. Hay quá. Vui thường đi chơi gia đình này nghe tình. Ừ. Nhà mình anh quên đi là hồng. Hát tình. Nhà mình thắng thôi thì là màu mai thôi. Đang ông dung trên trời, giờ mai xanh năm nay xuống trời. Cả năm nay hai buồn, thấy em luôn thắng thôi. Em đang cô đơn, thầy bàn tay đâu đưa đây. Chào qua đám sau mình tay, có hai con môi, có hai đi quỳ về. Mình về giàu cao quá, chù luôn. Hai đi thầy làng giàu, mấy giá tươi gỡ muốn. Đang ông dung trên trời, giờ mai xanh năm nay xuống trời. Cả năm nay hai buồn, thấy em luôn thắng thôi. Em đang cô đơn thì bằng tay đâu từ đây. Chào hoài lắm sao mình tay có hai còn môi bài thì quầy mà. Hồi gì chào câu ước du luôn. Mày đi ra làng giàu mấy cha tôi muốn. Chế xe băng lòng nó ngã hát nữa con. Tội cắm mà tóc mà đúng mẹ. Dạ, vậy cô ấy gì bác nhà mình đâu cô? Dạ. Ông xã cô á. Không có hả? Không có. Dạ. Dạ ha. Dạ. Nó có vợ nó thôi à. Dạ, cũng thôi rồi. Dạ, thì con gái cô cũng vậy luôn. Dạ hả? Nó hai buồn thấy nó thắng thôi. Dạ. 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 Vậy là tóm lại là gia đình của cô Thu ở đây là ba người ha. Ba người ở trong cái căn nhà này. Dạ. Thì có con dâu em xuống. Đứa con của cô thì chỉ nó không được bình thường. Dạ. Em xe rồi em đi mà ăn. Nhà mình đi có con nhau. Nhà mình đi có con nhau. Nhà mình thì có chơi đâu chứ. Thôi thì còn đâu. Nhà mình ăn bữa ra nhau hay bằng tay đâu ha. Dăm nhoi. Còn là nó đâu ra. Hai bạn thì còn có một nắm tay. Thầy bán thầy có gì đâu thì phới cho anh nhồi. Ừ, thôi. Thôi ba em không cần lo lắng. Thầy có con dâu, em chú quá em đi mà ăn. Thì còn dù em sẽ lo em đi mà ăn. Nhà mình thì có nhau. Nhà mình thì có nhau. Nhà mình thì rồi, được rồi. Bây giờ
con lát nữa hát nha. Bây giờ để chú nói chuyện với bà con chút xíu nha. Đây bà ngoại ha. Dạ, hàng tháng là cô được trợ cấp của nhà nước là bao nhiêu tiền cô ạ? Không có. Không có hả? Dạ. Chị này phải có nè. Ừ. Chị này cũng phải mấy trăm ngàn chứ. Dạ. Có không? Chắc không biết người ta có cho mình không. Ừ. Chứ còn hàng tháng ở đây không có luôn hả? Dạ chưa. Chưa có hả? Dạ. 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 Nghèo quá chú. Vậy là hàng ngày là cô không có gì để mà có tiền để mà sinh sống hết trơn á. Dạ. Mình nhà mình có nhiều đất đai không cô? Hả? Nhà mình có nhiều đất đai không? Dạ không có. Ruộng vườn gì mình có không? Hả? Có ruộng vườn không? Không. Không có luôn hả? Không có gì. Ủa, thì sao? Nói nghèo mà. Thì sao sống chơi? Nói nghèo, nói giàu quá. Trong một cái này, lúc trước là bé đẹp đi làm với trai mà càng ngày bệnh. Không biết. Càng ngày càng biết già mổ á. Nó đẻ là cái nó mổ á. Ừ, đúng rồi. Có đi làm với trai nữa không? Lúc này còn đi làm với trai nữa không? Không có sai. Chú hỏi coi. Không có sai hả? Ngồi ăn coi. Cái gì đó giống khoe á. Giống khoe. Ai kêu cái áo xuống đây nha chị. Dạ. Chị tên gì? Tên Đẹp. Đẹp hả? Này cơ. Đẹp hả? Đẹp hay đẹp? Đẹp. Đẹp. Còn con tên gì? Con Lợm. Nói đi coi. Con tên Lợm. Lượm hả? Ủa chưa. Lượm. Ừ. À đừng chị. Ai? Đây, một hoàn cảnh vô cùng đáng thương quý vị. À, gia đình thì người con thì không được bình thường như vậy. Cho anh vô tham quan nhà cô ý nha. Dạ. Dạ. Ê. Cho anh vô anh coi. Coi thăm nhà coi ăn cơm gì nè. Hả? Người ta chờ cá mà ăn mà. Cái gì hả? Giường này là ba mẹ con ngủ đây hả? Dạ. Cá nằm đó hả? Dạ. Coi gạo hôm nay có còn không nè. Ồ, gạo còn nè. Người ta mới cho hả? Ôi, nấu đồ cơm đấy hả? Cơm ăn với gì cô? Trời ơi, có gì đâu. Ôi, bữa cơm. Cái bếp. Trời ơi. Trời ơi, cả nhà nè, xem. Dắt cho dột hết trơn. Trời ơi, dột hết trơn nè. Ừ, trời mưa. Dột hết trơn luôn rồi. Ừ. Trời ơi. Mà nhìn. Ừ, mà nhìn nè cả nhà. Dơ quá chị dơi, chú ơi. Dơ lên con. Chị dơi. Trời ơi. Ông rồi, kêu nó nghe trời. Cái đẹp. Cái đẹp, lấy cho tiền cái đẹp. Dạ cô Thu nè, bây giờ cô có thể cho con tìm hiểu về một chút về cái bệnh của chị Đẹp á. Dạ. Đẹp con cô là năm nay là được mấy mươi rồi? Cô hả? Không, con của cô á, chị này nè. Không biết mà. Không biết luôn hả? Dạ không biết nữa. Dạ. Ừ. Cô không có giấy tờ gì của chị hả? Ừ. Cái chứng minh thư đâu? Chưa có làm. Chờ nó trả lời kìa. Dạ hả? Dạ. Ồ. Trời ơi, hồi đó sanh nhỏ này trời ơi, tôi khóc gì lâu quá trời chú ơi. Vì sao vậy? Ừ. Sanh nhỏ này không có tiền, có bạc nè. Dạ. Có mình ngoại nhà rồi người ta cho cá rồi ở nhà mà rồi mấy đứa cháu đi thăm cái cũng cần nói mai á rồi coi cái sáng cho lại cái đi thăm nó. Cái ẩm nhỏ này về nè. Dạ. Trời ơi, công nghiệp gì đâu. À, chị bị bệnh vậy là lâu chưa cô? Lâu rồi. Từ lúc sinh ra hay là mới bị sau này? Nó bị mổ quá. Mổ nó nghe. Tại vì nó thấy người ta có chồng có vợ đó cho hả gì. Dạ. Cái rồi không được bình tĩnh vậy đó. Nó không được bằng cảnh đó. Dạ. Bạn nó khùng khùng đó. Dạ. Ừ. Tức là cái nguyên nhân vì sao mà chị bị như vậy, cô có thể nói rõ cho con với mọi người được biết được không? Thì nó... Có vấn đề gì tâm linh ở đây không? Hả? Có vấn đề tâm linh gì ở đây không? Không. Giống như người ta nói là có ai nhập vô rồi vậy không? Không có.
vào nhà biểu nó làm biểu nó là cái gì rồi vậy là có thể nói rõ hơn cho con là chỉ là bị từ lúc nào, từ lúc khoảng mấy tuổi cô nhớ không bị bệnh này nè? Tại vì con nói vậy là biết rồi, nó còn nhỏ, nó con nhỏ này hồi nhỏ là trong bụng mẹ đó. Dạ. Xanh không biết gì trơn á, rồi cài đi thăm cho nó đi thăm mua này mua kia con ăn, mà người ta có tiền ta thăm á chú. Dạ. Còn mình ở nhà làm gì có tiền, ở không làm gì có tiền đâu, có mặn gì đâu, cái giá tiền bảy em ấy khổ á. Tôi bây giờ cũng cầu nè, tôi rồi giờ tôi lo cháu tôi quá trời luôn, ở nhà với cháu. Nhưng mà con vẫn chưa nghe cô nói về cái câu chuyện là vì sao chị bị bệnh vậy á. Cái khùng khùng liên đen. Con biết rồi, nhưng mà bị cái này từ khi nào có hiểu không? Ý con muốn hỏi là chị bị khi nào, từ lúc sinh ra hay là bị sau này? Là lúc ba sinh ra mà mình buông cây. Nó hai con ngồi giảm. Rồi biết sao? Nó tại đi. Tại cái thằng chồng nó đó, đó chú. Rồi có vợ. Yeah. Nó ghen lắm. Người ta có chồng, có vợ thì được rồi. Còn này đi theo. Dạ. Bởi vậy con nói vậy chứ biết là phải không? Dạ dạ. Đó yeah. Hiểu rồi. Dạ. Yeah. Xong rồi nói chung là chị giống như bị thất tình vậy đó. Ờ thất tình đi hoài. Dạ. Yeah. Đi hoài. Giống bị thất tình ha. Ừ. Dạ. Yeah. Ừ. Phải rồi lắm. Đấy con đi nhanh hả? Tức là cũng mới đây thôi. Ừ. Nếu vì cũng mấy năm trở lại đấy, tại bé này mới có 5 tuổi mà. Đúng không? Ừ. Yeah. Chắc nữa nay 10 tuổi. Hả? Chắc nữa nay 10 tuổi chứ con già 5 tuổi rồi. Thì ai? Nữa nè. Vậy hả? Ừ. Tất nữa, 5 tuổi nữa là 10. Cái con chạy xe. À. Con chạy xe máy đập lớn. Ừ. Chết chắc nè. Con lớn cao lên, con biết chạy mà. Ừ. Hàm vậy lắm mà. Con nhảy mà không có đi đâu. Thì cô bắt điện đấy, hàng tháng là ai trả tiền điện cho cô? Ở bên đó con nhỏ cháu nữa chưa. Chứ hỏi chú không bảo mất đèn. Tối ăn cơm, mò ăn, cơm lũng đi, cơm lũng đầu về. Dạ. Đó, nó cầu chưa? Ừ. Dạ cô ơi, về quê cô thì ở đâu cô? Dạ, quê cô ở trên Sài Gòn. Sài Gòn hả? Ừ. Dạ, nhưng mà cô về đây lâu chưa? Về ở đây nè. Lâu lắm rồi. Dạ. Ừ. Vậy là bây giờ là dòng họ cô, cha mẹ với anh chị em là còn không? Còn đông không? Còn. Ở đâu á? Ở gần đây. Dạ hả? Còn mẹ với cha chết là bệnh rồi, chết là già, già dữ lắm ạ. Dạ. Vậy còn anh chị em? Có mình tôi với con thằng trai lẫn à. Con trai là con trai của cô á hả? Dạ. Hay là em trai? Em. Dạ. Em trai? Ừ. Đó nhà đó đó. Túc lẫn á. Túc lẫn hả? Ừ. Dạ. Dạ. Ừ. Rồi. Hổng cá nó cũng cho ăn. Yeah. Bắt cá nó cho ăn, trời ơi của nó. Dạ. 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 Dạ dạ. Để chút nữa chạy tới đó hỏi. Hai con ngủ. Gì? Đây cái nhà. Quý vị cái nhà tâm thấy đó, một hoàn cảnh thực sự là vô cùng đáng thương luôn. Bản thân cô đây, cô còn không biết cô sinh năm mấy. Không biết là ở ngay chỗ này là chỗ nào luôn quý vị. Ba nhá. Nhá. Chỉ biết sân bay thôi nhưng mà cái địa chỉ cụ thể thì không có rõ ràng. Ví dụ như đây là thuộc ấp gì, xã gì, huyện gì đấy. Trong đây chưa có ấp đâu. Chưa hả? Dạ. Ở đây là nó quan vắng á. À. Quan vắng á. Nhưng mà nó cũng phải có một cái tên cụ thể. Sân bay. Sân bay. À, khu sân bay. Khu sân bay. Dạ. Khu sân bay. Dạ. Sân bay mình đi với má mấy bà đó đó. Thằng Tân nói ừ. Khu sân bay cũ. Dạ. Với tôi ở đây tôi chùm chấm tôi cũng khổ rồi, có cái chức đỉnh gì tôi giúp đỡ cho thôi, chứ còn lo hết rồi, lo khả năng lo không nổi. Dạ. Nó thiệt vậy. Có khi người ta cũng về trường, người trường có ba. Dạ. Người ta cũng có đồ, người ta cũng đem vô rồi cho. Dạ. Dạ. Này kia nữa. Người ta cũng thường. Cổ là năm nay cũng bao nhiêu tuổi này bác à? Này cũng 70 rồi. 70 hả? Dạ, lớn tuổi rồi. Dạ. Mà không biết bằng gì khờ khảo lắm. Dạ. Đã kêu gì làm nãy không biết là... đâu. À, nghe cổ nó có đứa em đâu, đằng này là ai? Có đứa em. Em là tôi đó. À dạ hả? Chúng em cũng như chồng sớm vậy. À dạ hả? Dạ. Dạ. Còn nghe cổ nói là cô ở từ Sài Gòn xuống hả?
cô là mấy cái chị trên kia, chị trên kia cũng lớn tuổi rồi, yeah. cũng cụm hết trơn rồi, yeah. lâu lâu cũng xuống thăm gì rồi vậy, yeah. chứ đâu có ở. Yeah. Vậy là gốc gác là mình ở đâu chú ạ? Ở thành phố mà về đây cũng lâu rồi, à, yeah. về đây cũng mấy chục năm rồi. Yeah. Trời ơi, tội nghiệp cũ ha. Không có đất đai. Không có đất đai, đất điền gì hết, không có, không có đất đai mà không có ai cho nó được tỉnh táo để mà làm gì có tiền hết trơn. Đúng rồi. Đó, nhà có ba người chứ không có người nào làm được. Thành bình thường hết trơn á. Dạ. Nói chuyện cũng không có được rõ luôn. Dạ. Yeah. Đây ta giúp đỡ người ta cho ấy mà. Con nghe nói là cái chị con gái của cổ là bị người ta làm hài cho nên mới có đứa con đó phải không? Dạ, dạ, người ta đứa con đó. Dạ nhưng mà nghe nói đứa đó bị người ta hãm hiếp rồi là mới có đứa con đó phải không? Dạ dạ đúng. Yeah. Mà cái thằng kia nó cũng không được bình tĩnh luôn. Dễ hả? Ờ, thằng kia cũng vậy luôn. Trời ơi. Không được bình tĩnh nữa. Dạ. Người sanh ra nhỏ không, nó không có được bình tĩnh luôn. Dạ. Và dữ lắm. Dạ. Vậy cho anh hỏi này, nếu như mà thường người ta hay về đây hỗ trợ mà cho bả tiền, bả có biết cầm tiền không? Cho mà cho là gửi. Cho là cho số ít thôi. Gửi thôi, gửi cho anh ta giữ rồi đưa số ít thôi. Dạ hả? Ờ, chứ đưa bả hết rồi. Bả không biết là có con nhỏ với cái cho tiền. Dạ. Thì kêu con nhỏ nó lên nó giữ giùm. Dạ. Người bả xài như là đưa bả từng phần một phần vậy thôi. À vậy ha. Rồi, đưa bả là không còn. Giữ. Là con người giữ giùm ha. Có người giữ giùm. Rồi giờ con tính cho vài triệu đấy, bây giờ tính sao đây? Chú đưa đây cho ông lại không giữ. Tôi giữ là tôi mới điện con nhỏ kia lên. Dạ. Tôi mới tiền cho con nhỏ kia giữ. Vậy ha. Ờ chứ cho bả từ phần nhiêu 100 200 gì đó đủ bả xài thôi. Dạ. Đó. Vậy thì chú ơi là phiền chú mặc cái áo cho chú đến kia chú nhận tiền giùm con cái. Nha. Dạ nha. Dạ. Giúp cho con cái ha. Dạ. Thì bả ấy đó mắc bao bả cũng mời tôi giờ cũng mất luôn à. Dạ. Vô đó quần áo đi. Dạ. Rồi có gì chú tới đó giùm con ha. Dạ dạ. Con nhỏ về lên. Dạ dạ. Dạ vâng, thưa cả nhà, thưa các bạn. Thì sau khi Dũng qua cái nhà hàng xóm Kim Ơn thì cũng biết đây là một người bà con xa với cô Thu ở đây. Thì được biết là chú đây là cũng hay giúp đỡ gia đình và thường hay là có một người con dâu là thường hay giữ tiền để mua đồ ăn cho cô ở đây ha. Dạ, chú cho con biết là chú tên là gì chú? Hổ. Dạ. Nguyễn Văn Hổ. Dạ, chú Nguyễn Văn Hổ ha. Dạ, cái địa chỉ của mình ở đây là cụ thể là như thế nào chú à? Ở đây là như chú hỏi là cái địa chỉ ở đây á, địa chỉ khu phố ha. Dạ, ở đây là khu phố 5. Khu phố 5. Rồi một khu phố 5. Rồi khu phố 5 gì nữa? Phường 1 khu phố 5. Khu phố 5 phường 1. À, thị xã Kiến Tường. Thị xã. Dạ dạ rồi con hiểu rồi nhé ha. Hay còn gọi ở đây còn gọi là khu sân bay ha. Dạ. Cô Thu ơi, bây giờ con gửi cho chú đây tiền để chú mua đồ ăn cho cô nha. Cô đồng ý không? Dạ. Hả? Dạ. Đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý hả? Dạ. Rồi cô thầy đứng lên giùm con cái cô. Cho con quay cho nó nhà có hình của hai người rồi. Dạ. Dạ, thì hôm nay là con đưa tiền cho cô. Sau đó thì cô gửi tiền cho chú để chú mua đồ ăn giữ tiền cho cô nha. Dạ. Rồi. Thì hôm nay con gửi cho cô ở đây là 2 triệu đồng. Dạ. Dạ, 2 triệu đồng này thì 500 ngàn là của, 500 ngàn đầu tiên đó là của cô Loan, cô Thanh Loan ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cho hỗ trợ gia đình mình 500 ngàn ăn Tết nè. Dạ. Rồi. Dạ. Tiếp theo nữa là của chị Mỹ Hạnh ở Pháp, hỗ trợ cho gia đình mình 500 ngàn ăn Tết. Dạ. Dạ. Và người thứ ba đó là chú Đạt ở Fanchut VA Hoa Kỳ, hỗ trợ cho gia đình 1 triệu ăn Tết ha. Dạ. Dạ. Đây là số tiền ở đây là 2 triệu đồng. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Là con gửi cho cô nè, đây. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ cô muốn giữ lại bao nhiêu để cô mua đi chợ? Muốn giữ lại bao nhiêu? Không dám đưa nhiều đâu. À. Mày phải đổi ra chi cho bà xài. Vậy hả? Nhiều là xài hết luôn. Đưa nhiêu đây được rồi. Dạ. À vậy ha. Vậy là đưa gửi đó cho chú. Đó là nhiêu đó là nhiêu hả? Đó là nhiêu vậy? Cô biết không? Này 1 triệu phải không? Rồi. Này 1 triệu à. 2 triệu. Rồi, 2 triệu. À, rồi, giờ gửi lại nhiêu? Gửi cho chú Hổ nhiêu? Gửi lại nè. Gửi nhiêu vậy? Gửi lại 3 tấm. 3 tấm là nhiêu tiền? 3 tấm nhiêu tiền? Nói cho ta lên lại. 3 tấm là nhiêu tiền? Cũng quên, mới nói thì quên. Đây quý vị, cho nên là cái chuyện mà phải gửi tiền lại cho người khác giữ tiền là đúng. Đó. Bây giờ con.
3 tấm là 1,5 triệu con. Dạ. Một tấm thì là 500 ngàn. À, 3 tấm là 1,5 triệu. Bây giờ ngày hôm nay là ngày 9 Tây tháng 1 năm 2022. Dạ. Thì cô Thu có gửi cho chú Hổ giữ dùng là 1,5 triệu để chú Hổ là mua đồ ăn cho cô ha. Cô cần gì thì cô qua chú Hổ nghe. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ rồi, cô gửi tiền cho chú Hổ đi. Và chú Hổ sẵn lòng giữ tiền dùng con ấy chú Hổ. Con biết rằng là cái việc này nó rất tế nhì và cũng rất là làm phiền đến chú. À, nhưng mà cô cố gắng đó chú giúp ha. Dạ. Đấy, mọi người thấy thì hoàn cảnh nó vậy thì buộc phải là nhờ đến hàng xóm, mà đặc biệt đây là cũng là người bà con nữa. Dạ, có gì rất là rất là phiền chú ha. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi thì thôi, vậy đó. Anh Huỳnh Dũng sao có món quà gì nữa? Cô Năm. Hôm nay Xuân Dũng tin đóng Kỳ Chân cũng có tạo điều kiện cho Huỳnh Dũng đến thăm cô Năm. Bây giờ gia đình Quỳnh Dũng thì cũng không có gì hơn, có món quà nhỏ để biếu cho dì Năm là trang trải trong cuộc sống của dì Năm. Dạ. Và chúc dì Năm, gia đình dì Năm được dồi dào sức khỏe nha dì Năm. Dạ. À, cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn mấy gì. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, rồi. Cảm ơn chú. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Dạ. Dạ, tại vì bọn con sẽ còn quay trở lại đi nữa. Có gì sẽ hỏi thăm sau, nếu có dịp thì gần Tết có quà Tết nữa ha. Dạ, đó là nếu có quà Tết thì con sẽ ghé thăm sau. Trao sau ha. Dạ, rồi. Em chào cô Thu nha, chào cô Hổ. Dạ. Dạ. Dạ, tạm biệt. Bye bye. Chào cô Năm. Dạ. Chào anh thứ mấy? Dạ, tuổi 6. Chào.